Chào các bác quay trở lại kênh YouTube của Main Channel. Ngày hôm nay thì em sẽ có một clip so sánh hai dòng QLED TV của Samsung được giới thiệu và ra mắt trong năm 2020. 55Q65T. Đây, ở gần em đây. Và phía xa là 55Q80T. Đấy, hai thằng QLED TV mới nhất của Samsung. Có chất lượng hình ảnh rất là đẹp. Vậy thì hai thằng này có những cái sự giống và khác nhau như thế nào để các bác cùng xem các bác nhé. Ecomat về hàng 55Q65T và 55Q80T. Để so sánh hai cái mã QLED TV này thì em sẽ đi lần lượt từng cái mã hàng một, từ cái dòng giá tiền thấp hơn, sau đó là đến dòng cao hơn. Đấy, các bác nhìn cái ký tự của nó, Q65 và Q80 thì cứ cái Q càng to thì là dòng càng cao cấp các bác nhé. Trước tiên là Q65. 55Q65 đang bán tại hệ thống siêu thị máy Ecomat tại thời điểm ra mắt vào tháng 3 của năm 2020, sau khi trừ hết quà thì con này nó về còn khoảng 21.100.000. 21.100.000 tại Ecomat, hàng chính hãng mới nguyên đăng kiện bảo hành 25 các bác nhé. Con này thì có một số cái thông số mà các bác cần phải lưu ý. Em đã có clip gần nhất review nhanh cái con 55Q65 này phục vụ các bác rồi. Thứ nhất là nó có 100% giải màu với công nghệ quantum dot. Thứ hai là có công nghệ LED kép đôi LED. Thứ ba là đa ứng dụng điều khiển giọng nói, và cuối cùng là burn-in free và các cái tính năng thông minh. Nhìn qua thì về thiết kế, 55Q65 cũng có thiết kế tràn viền. 55Q65T các bác nhớ là phải là 65T chứ không phải là 65R như của năm 2019. Thiết kế tràn ba viền rất là đẹp và sang trọng. Trên đế sám bạc chữ V chống hai bên cũng là khá là cao và chắc chắn. Nên là các bác có thể để một chiếc loa sao 3 ở phía trước của TV này mà không lo nó che mất viền của TV. 55Q65T thì có một số cái thông số mà em vừa nói là các bác sẽ cần phải nhớ thôi. Còn về hình ảnh cái này nó vẫn sử dụng màn hình QLED chấm lượng tử, nên là chất lượng hình ảnh so với các dòng QHD thấp hơn thì con Q65T nó sẽ đẹp hơn. Giá thành là 21.100.000. Vậy thì so sánh với cả cái con Q80T, 55Q80T thì nó sẽ khác gì nhau? Clip gần nhất thì em đã quay review chi tiết các thông số kỹ thuật của con 55Q80. Còn clip so sánh này thì trước tiên thì nó sẽ hơn so với của 55Q65, là con này có bộ xử lý rồi, có bộ xử lý quantum processor 4K, có công nghệ đèn LED Direct Full Array, có quantum HDR 1500 nit và công nghệ tối ưu âm thanh theo đối tượng Object Tracking Sound. Còn hai tính năng burn-in free và tính năng thông minh là nó rất là giống nhau. Về thiết kế thì chân đế của 55Q80 thì nó là chân đế kim loại, một tấm bằng kim loại được đặt chính giữa của TV, cho cái vị trí vững chãi, và thiết kế về chân đế sẽ khác hoàn toàn so với con 55Q65. Tuy nhiên thì các bác treo tường thì nó nhìn cũng rất là giống nhau. Hai cái thằng này thì một thằng có thiết kế viền mỏng hơn, 55Q80 thì có tất cả các viền mỏng hơn so với của 55Q65. Khác biệt về cái bộ xử lý quantum 4K là sao? Là công nghệ tự động nâng cấp hình ảnh dựa trên thuật toán xử lý hình ảnh, đưa hình ảnh lên một chuẩn mực mới và chất lượng. Có cái công nghệ này thì nó sẽ cho các bác không còn lo lắng về việc thiếu hụt nội dung 4K. Tất cả các nguồn nội dung SD hoặc HD thì đều được tái tạo và nâng lên tương đương với cả chất lượng 4K. Hình ảnh trên Q80 đẹp hơn rất nhiều so với Q65. Công nghệ đèn LED Direct Full Array cũng như vậy. Q65 thì không có cái công nghệ này. Con Q80 này nó sử dụng công nghệ Direct Full Array và được chia thành 48 block để quản lý. Số lượng đèn LED và block càng lớn thì TV càng kiểm soát chất lượng hình ảnh tốt hơn. Đấy, nó giúp các bác có một cái chiếc TV có cái màu đen trên màn hình sâu và độ tương phản cao. Nhờ đó hình ảnh sẽ được có màu sắc sống động, bố cục màu sắc chặt chẽ và có chiều sâu hơn. Các bạn nhìn nhé, Q80 khác biệt hoàn toàn. Hệ thống các cổng kết nối cũng như điều khiển One Remote thì nó cũng rất là giống nhau. Cùng sử dụng điều khiển One Remote thông minh có tìm kiếm giọng nói. Đến tháng 5 này khi có bản cập nhật mới thì các bác có thể cập nhật cái trợ lý ảo của Google Assistant các bác nhé. Đấy, bảo hành 15 không bị yếu ảnh, cũng tương tự nhau thôi. Nó khác biệt em nhắc lại nhé, 55Q80 thì có chân đế mảng kim loại này, chính giữa. Thiết kế 4 viền của các cạnh TV mỏng hơn so với của 55Q65.
Còn 55Q80 thì có cái công nghệ quantum processor 4K, có Direct Full Array và có Object Tracking Sound. Cái Object Tracking Sound ấy là cái công nghệ âm thanh trên Q65 không có, còn đối với Q80 là thuật toán thông minh cho phép tạo ra âm thanh vòm chuyển động theo hình ảnh trên màn hình. Nó có hệ thống loa 2.2 kênh trải đều trên 4 cạnh màn hình, mang lại trải nghiệm âm thanh vòm theo chiều ngang và dọc, giúp các bác xem TV thì nó sẽ mang lại chất lượng âm thanh giống với cả rạp chiếu phim hơn. Hai cái thằng này thì đều sử dụng Tizen OS hệ điều hành của Samsung, các ứng dụng giống nhau, có Bluetooth các bác nhé. Và cơ bản nó là như vậy. Đấy, rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip so sánh TV nhanh, giúp các bác hình dung và lựa chọn cho gia đình một chiếc TV ưng ý. Cảm ơn các bác.